Khánh Lan xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi hiện đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Tây Tạng, tọa lạc tại số 40 đường Titan thuộc thành phố Toronto. Ngày hôm nay, Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của nhân dân Tây Tạng, sẽ có mặt tại đây để chính thức làm lễ khánh thành trung tâm văn hóa này. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh do SBTN Toronto ghi lại sau đây. Chương trình dự kiến, ngày Chủ nhật 24 Tây tháng 10, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chủ tọa lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Tây Tạng Canada, số 40 đường Titan Road, với sự tham dự của hơn 3.000 người, trong đó có sự hiện diện của Thị trưởng Toronto, ông David Miller, thủ lãnh đảng tự do Michael Ignatieff, thượng nghị sĩ Consiglio Di Nino, là công dân danh dự của Toronto từ năm 2006. Đây là lần thứ 5 lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đến viếng thăm Canada. Trong dịp này, ông Miller đã trao chìa khóa vàng của thành phố Toronto cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cũng trong ngày Chủ nhật, ngài đã thực hiện pháp truyền thụ và lễ quán đảng vô lượng thọ và thuyết pháp về 8 bài kệ chuyển hóa tâm. Kính thưa quý vị, đứng bên cạnh chúng tôi là chị Kim Huỳnh, một người Việt Nam làm volunteer ở tại đây mà tình cờ chúng tôi gặp được. Thưa chào chị, và được xin phép hỏi chị là chị làm volunteer ở cho cái cộng đồng Tây Tạng này thì các công việc của chị là gì? Dạ, thưa chào cô Khánh Lan và chào khán thính giả của đài SBTN. Chúng tôi làm việc ở đây để quyên tiền cho hội The Cerame Food Fund
thì hội này đã giúp các vị sư đang tu học tại Đại học Serame ở Ấn Độ và một cái trường Nansari, tức là một cái trường ở sát biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, cho tất cả những trẻ nào mồ côi mà đến thì ở tại chùa cũng đều nuôi dưỡng để theo tu học. Thì hiện giờ trong tình trạng rất là khó khăn ở bên Ấn Độ, cũng như vấn đề tự tìm, các thầy cũng tự làm lấy để sinh sống, nhưng mà bây giờ khó khăn, thành ra chúng tôi phụ trách giúp đỡ trong vấn đề quyên góp để có giúp đỡ cung cấp thực phẩm và các cần thiết cho các quý thầy ở tại các trường đại học và trường tiểu học ở bên Ấn Độ. Dạ thưa chị có thể cho biết là tại vì sao mà chị dấn thân để chị làm thiện nguyện cho cộng đồng Tây Tạng? Dạ thưa, đầu tiên thì tôi cũng có cái duyên lành là được gặp các vị sư Tây Tạng, và càng được gặp nhiều lần, càng làm việc chung với các thầy thì tôi rất là kính phục cái đạo đức với đời sống. Và khi tìm hiểu được về những cái khó khăn hiện nay của các trường đại học đào tạo các vị sư để ra tiến sĩ trong Phật học, hay là các trẻ em nghèo của Tây Tạng mà phải vượt bỏ đất nước để qua Ấn Độ tìm sống, thì tôi rất là cảm động, và do đó đó là cái động lực đã khiến tôi dấn thân vô trong cái chuyện mà giúp đỡ các thầy. Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay 75 tuổi, đã nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình, huy chương vàng của Quốc hội Hoa Kỳ, công dân danh dự Canada và Hungary. Trong chuyến viếng Toronto lần này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ghé thăm Viện Đại học Toronto và các cơ quan truyền thông, gặp gỡ Tổng trưởng Di trú Jason Kenney. Ngài đã rời Toronto vào sáng thứ Hai 25 tây tháng 10 để lên đường đi Florida, chặng cuối cùng trong chuyến đi Bắc Mỹ trước khi trở về lại Ấn Độ, nơi Ngài sống lưu vong từ lúc rời khỏi quê hương. Quý vị, trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông thị trưởng Toronto, ông David Miller, và một số các vị yếu nhân trong chính quyền của Canada, cùng với sự hiện diện của hơn 3.000 người tham dự. Và đồng thời cũng vào lúc 2 giờ chiều sẽ có buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Đạt Ma với lại cộng đồng người Tây Tạng. Khánh Lan tường trình từ Toronto.